mắt các bạn đây là bộ điều khiển hỗ trợ điện trở đun nước nóng, hỗ trợ cho máy nước nóng năng lượng mặt trời. Thì trên các bạn đây là phần tủ điện của điều khiển. Thì cái tủ điện này nó có chế độ auto tự động, có nghĩa là nhiệt độ sau mình cài, khi mà nhiệt độ nó giảm trong cái mức cài đặt thì nó sẽ tự động nó điều khiển lại. Tủ điện này có thể sử dụng cho công suất điện trở từ 5 kg trở lại. Thì đây là phần đồng hồ hiển thị, đây là đồng hồ cài, đây là nút tắt nữa. Thì đây là bên trong của nó. Thì bên trong của nó thì một bộ mạch gồm một CD, một khởi động từ và một cầu nối. Thì đây như các bạn, đây là dây cảm biến nhiệt. Dây cảm biến nhiệt này có tác dụng là dò nhiệt. Dò nhiệt để xem nhiệt độ trong bình bao nhiêu, thì nó sẽ truyền về cái tủ điều khiển này để hoạt động theo cái chế độ cài đặt sẵn. Thì còn đây là điện trở. Thì đây là điện trở 58, còn số 2 kg. Thì nó sẽ gắn vào bên này. Thì nếu như mà cái máy nước nóng cho khách sạn hay là các nhà, các bạn có thể nó không đủ nước nóng vào những mùa mưa hoặc là xài nhiều quá, có thể lắp bộ điều khiển này. Thì lắp bộ điều khiển này sẽ hỗ trợ cho máy nước nóng nha các bạn. Thì điện trở này là sẽ có điện trở 58, điện trở 47, điện trở 70, điện trở 25. Thì đa dung tích có thể tùy vào phù hợp tùy đến cái máy năng lượng mặt trời, cho nên là mình có thể nó có thể loại điện trở đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu thử nghiệm sơ qua cho các bạn cùng nhau theo dõi. Rồi thì đây thì như các bạn đã biết, đây là hai dây nguồn vào nóng vào nguội. Thì mình sẽ đấu vào đây. Rồi, thì sợi dây nóng nguội mình sẽ ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đấu, các bạn nhìn thấy đây, là dây điện trở, thì mình sẽ đấu điện trở ở đây. Thì các bạn ở xa có thể mua cái tủ điều khiển này về để sử dụng, nhất là vừa an toàn, chập cháy là nó tự động, nó sẽ ngắt theo thì đây là sợi hai dây, sợi cuối cùng là sợi dây cảm biến nha các bạn. Thì sợi dây cảm biến này nó sẽ nằm ở đây.
và tét nước. Chế độ 50.